vừa là bác sĩ xong lại vừa là một người mẹ đúng không ạ? Thì chị thấy như thế nào? Từ góc độ chuyên môn thì cái sự thay đổi về mặt thể chất của các bạn trai khi bước vào tuổi dậy thì nó có những cái gì khác biệt ạ? Thực ra thì hàng ngày thì chúng tôi cũng tiếp nhận khá nhiều các vị phụ huynh cũng mang con đến khoa sức khỏe vị thành niên của Bệnh viện Trung ương. Chúng tôi cũng mong muốn có cái sự tư vấn trong quá trình dậy thì, và chúng tôi thấy rằng là một trong những cái quan tâm của các vị phụ huynh đó là trong dậy thì cái sự phát triển thể chất như thế nào, giống như là cái câu mà chị vừa hỏi. Và cũng rất là nhiều người cũng muốn là làm thế nào tư vấn để cho con có thể có một cái ngoại hình, có một cái thể lực thật sự là tốt nhất. Thì chúng tôi cũng chia sẻ là trong giai đoạn dậy thì cái sự phát triển về thể chất ở đây là bao gồm phát triển về chiều cao và cân nặng, nó sẽ có một cái sự đột biến so với lại giai đoạn trước dậy thì. Các cái nghiên cứu người ta đã thấy rằng là trong giai đoạn trước dậy thì một năm các bạn ấy chỉ cao trung bình khoảng 4-5cm trong một năm, nhưng mà trong giai đoạn dậy thì cái tốc độ tăng trưởng về chiều cao nó là một cái sự đột phá, và có những cái năm mà cái đỉnh điểm của cái tốc độ tăng trưởng thì người ta thấy rằng là một năm trẻ có thể cao từ 7-10cm, có nghĩa là gần gấp đôi so với lại cái giai đoạn trước dậy thì. Và tổng chiều cao trong giai đoạn dậy thì người ta thấy khoảng là từ 26-28cm, và nó sẽ chiếm khoảng 15-20% tổng chiều cao của người trưởng thành. Thì đấy là cái giai đoạn dậy thì về tăng trưởng về chiều cao. Và cũng có một lưu ý là tăng trưởng chiều cao không phải là vô hạn, nó chỉ có một thời gian nhất định thôi. Ví dụ như là bố mẹ chúng ta ở đây, chúng ta không thể nào cao được nữa, và chỉ trong cái giai đoạn dậy thì các con mình mới có thể cao được. Thì người ta thấy rằng là cái thời gian trung bình để mà có thể phát triển về chiều cao thì nó dao động khoảng 3 năm và cho phép từ 2-5 năm. Có nghĩa là ngoài cái thời gian này thì hầu như là cái sự tăng trưởng về chiều cao không có còn nữa. Và đối với các trẻ em nam thì người ta thấy rằng là cái tuổi khoảng 20-21 là gần như các em không thể cao lên được. Và chúng tôi còn thấy rằng là giai đoạn hiện nay thì cái thời gian để ngừng cao thậm chí có khi là còn sớm hơn ở lứa tuổi này. Thì đấy là cái sự phát triển về chiều cao. Và sự phát triển về cân nặng nó cũng tăng tương đối là ở trong giai đoạn thì. Và khác với chiều cao là các bậc cha mẹ đều muốn là con mình càng cao càng tốt. Và thậm chí là chúng ta thấy là có những cái ngành nghề người ta yêu cầu một cái chiều cao tối thiểu là bao nhiêu. Nhưng mà sự cân nặng thì đôi khi là mình lại không mong muốn là cứ càng nặng cân càng tốt. Bởi vì là chúng ta thấy là hiện nay thì cái tỷ lệ mà trẻ em bị suy dinh dưỡng thì đang giảm, còi cọc suy dinh dưỡng thì giảm, nhưng mà cái tỷ lệ trẻ béo phì thì lại tăng lên rất là nhiều. Và cái việc tăng trưởng về cân nặng trong giai đoạn dậy thì nó cũng rất là lớn, và người ta thấy là tăng trung bình khoảng 4-6kg cân nặng trong một năm. Thì các vị phụ huynh thấy là tương đối là nhiều. Và như vậy thì cái việc mà giúp cho con mình có một cái ngoại hình tốt thì làm thế nào chúng ta sẽ tối ưu hóa chiều cao, nhưng mà chúng ta cũng kiểm soát cái vấn cân nặng để cho các em có một cái thể lực tốt về chiều cao cũng như là về cân nặng.